Rồi trước mặt anh em đây là đồ bộ Dumbo Big Dosa. Anh em để phần quay lưng của nó giúp mình. Quay lưng rất là ngon lành, cành đào của anh em nha. Rất đẹp. Đó, thì tiêu chuẩn của Dumbo hồi xưa ta chỉ tay bơ bự là lợm thôi. Nhưng mà yêu cầu của con người, của chúng người dân chơi chúng ta thì ngày càng cao. Cho nên đây cải tiến hình gọi Dumbo Big Dosa, dạng Dumbo có quay lưng. Thậm chí với kiểu hình này, vai lưng của con Dumbo rất là đẹp, đẹp hơn so với những dòng Big Dosa trước đó luôn. Nghe thấy không, vai nó như là vai của con rót gì đó, vì hoa hồng nó nhưng mà rất là dày, màu dày. Đó, thấy không, cuốn vai rất là ok. Cái này nó mới lên khó điều chỉnh quá, nó chưa có, nó còn ngát, nó chưa bơi nhiều nên vây nó không bung. Ở ngoài đẹp hơn video anh em nha. Đó anh em thấy không? Là khi mình cho nó dựng lên là đó. Để làm vài phát nữa. Đây. Thấy không? Đó. Lại vô đây nó chưa bơi, nó mới lên. Mới lên với lại giờ mình quay quay buổi tối quá rồi, nó không có bơi, nó không sung nhiều, còn ngủ rồi thấy không? Nói chung rất là đẹp. Thì hàng này mình đang sale cho anh em luôn nha. Hàng này là sale 150k một cặp, sale cho anh em là combo 330 cặp luôn. Rồi, như thường lệ. Đó, để lại một comment giúp mình. Combo này thành 340 cặp luôn. Xin lỗi anh em là hiện tại hơi mệt nên mình không có nói nó lưu loát lại. Không có nhiệt huyết nhiều lắm. Để quay xong rồi để mình thả nó cho nó an nghỉ mình cũng đỡ không. Quay nè. Đó, quay tốt lắm nhưng mà khi nó chưa quen á, nó hơi lạ, hơi nhát, nó khép khép lại. Thì lâu lâu mình gõ nè anh em không? Đó, rồi bay nó căng lên nè. Đó, đó như con này nè. Đó. Đào. Rồi, 300 để lại một comment. 4 cặp luôn.